Chị cũng có những tên rất là tuyệt vời nhưng mà cuối cùng em đã lặn ngược lại cái ý của chị, nhưng mà em biết là chị luôn thương em đúng không? Bây giờ em xin mời chị lên đây, chị nói một vài lời được không? Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn. Cảm ơn Vũ, chị biết thế nào chị đến đây phải có giá trị lợi dụng chứ không phải đơn giản chị ngồi ở dưới mà chị tận hưởng được. Thưa quý vị, cái tên mà tôi đã ban đầu tôi định hoặc tên tôi định chọn cho Vũ với Lan Sơn này, đó là khi mà chúng tôi ngồi với nhau và chúng tôi nghe tất cả cái gì em muốn làm thì lúc đó và giữa Miu và Vũ nói chuyện với nhau thì nó hơi giống như kiểu về nước, là nó đá tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Âu tùm lum trong đó, thì nhiều người sẽ không thích điều này và khiến cho chúng tôi bật ra được nhiều cái cách suy nghĩ, và chúng tôi hình dung ngay một cái câu mà người dùng Anh ngữ thường nói là once in a blue moon. Ở Việt Nam, nhất là trong năm 2020, chả có gì vui vẻ, những dịp vui thật sự và những dịp tận hưởng xa xỉ như vậy nó hiếm như một dịp trăng xanh. Và dịp trăng xanh nó là một cái thứ huyền thoại có thật, năm vừa rồi chúng ta có trăng máu và cũng kể đó là hiện tượng trăng xanh. Tôi muốn rằng là khán giả sẽ xem rằng là đây là một dịp mà chúng ta tưởng thưởng nhau một màu nhiệm của đời sống, của giác quan, six senses, sáu giác quan của chúng ta, thì thật sự là ta sẽ được chiều chuộng không chỉ là thính giác mà vị giác, xúc giác, trực giác và rất nhiều cái kiểu chiều chuộng như thế. Nhưng mà chị biết tại sao mà em lại chọn cái tên Dạ Huyền không? Tại sớm. Không, cái tên này rất hay vì nó là một cái từ Hán ngữ rất đặc biệt, và cái bí mật này Vũ sẽ giữ mọi người cho đến tận tháng 4 mới tiết lộ là tại sao Vũ lại chọn cái tên Dạ Huyền. Cái show sự nghiệp sắp làm tháng 4 tiết lộ. Không, chị ơi, okay, nếu mình đã làm một cái gì, mình phải có một cái dự án dài hơi. Cho nên đây chỉ là một cái khởi đầu thôi. Ok, nếu mà nói về dự án dài hơi, tôi rất mừng khi mà người em của tôi không chỉ nghĩ đến là hát cho đã thành quả của mình. Thứ nhất là một hoạch định rất là lý trí, lạnh lùng, thông minh, chuẩn xác, đúng thời điểm. Khi mà vào cái năm đến doanh nghiệp mà còn phải lao đao thì Vũ đã có thể nghĩ đến một điều cực kỳ đơn giản. Nếu các doanh nghiệp tại Việt Nam nhận thấy chúng ta không có nội lực từ trong nước, chúng ta lại thuộc vào thu nhập, đối tượng, thị trường, kể cả nguồn nguyên liệu từ nước ngoài, đây là lúc không từng người Việt Nam ở mọi công việc của mình sẽ tự hỏi là chúng ta khai thác thị trường tại chỗ như thế nào. Đó là khi Vũ gặp được với lại cái ý tưởng mà tất cả những resort cao cấp nhất tại Việt Nam đang sực nhận ra chúng ta yêu chiều nguồn khách du lịch ngoại quốc quá nhiều, người Việt Nam chiều người Việt Nam đến từng giác quan một sẽ như thế nào, mân mê vân vê vuốt ve từng sợi dây thần kinh cảm xúc. Em không biết nói từ này nhưng mà biết sao mà nghe nó dâm đảng quá vậy. Nếu mà với Dạ Huyền thì chưa đâu, nhưng mà em đã một khi đã nói đến hành trình dài, ok, chúng ta sẽ không spoil mọi người ở đây, nhưng nó sẽ là một journey, một hành trình dài. Đó là điều mà chúng tôi đã nghĩ ra ngay tại sân thượng của Pizza Properties lúc mà rất say xỉn đúng không chị? Yeah. Thì lúc đó mình mới nhìn thấy được một con đường là để vuốt ve và chiều chuộng nhau. Âm nhạc không phải chỉ là thứ được nghe, được nhìn và được câu dẫn top trending,
mà có vân ve, mân mê, mơn trớn từ sợi dây thần kinh của quý vị hay không về sự tận hưởng trong đời sống. Rất có thể về tụng ca tình ái, rất có thể về tụng ca tình dục thì sao? Chị ơi, chị mà nói nữa em bị công an bắt đó thôi. Tôi thấy em, đúng là MC nói là không cần một cái sự chuẩn bị nào mà nói có thể rất lưu loát và rất là đầy ý nghĩa như thế. Cái phải chấm chính là nhưng mà không ngờ là Vũ đi bước đi quá xa quá lớn thế này. Thật sự là bất ngờ khi ngồi khi nghe một trình bày tự thuyết trình như vậy. Thật sự là rất là mừng. Mình quán luôn Vũ độc lập hoàn toàn và thành người khác. Chính vì là rất mừng và mong là cái show này không dừng lại ở nên con bay. Khi mà được chuyến vang vậy thì sẽ chọn những bộ điện khác nữa để thực hiện cách dễ dàng theo hướng nghĩ là như vậy. Cái thứ hai là tôi luôn luôn sẵn sàng nhận lời bất kỳ một điều gì như chị Vũ muốn thực hiện, nên là việc hát là việc rất nhỏ. Chọn bài và ngồi trước cái bụng cái bản mà ông đó bài hát đó chưa từng có ai dám bảo một thằng nhạc sáng hoặc là signature làm lại cho nó khác biệt và không hát những gì mà tự hát với nhau trên sân khấu suốt 15 năm qua. Đó là cách mà phải khẳng định cái cuốn tiết mục không có bị cũ, bị không bất ngờ. Và cái điều chia sẻ sau mà không muốn cái này không phải được nhà báo nha, không muốn hỏi thử ekip có bao giờ nghĩ đến chuyện tính cái đường nào cho nhà báo có mặt không chưa? Em học mình cho một cách trực tiếp nhất thấy rõ nhất nhà báo là tình nguyện hay là đa số là khi có báo chí và gửi các anh chị sẽ nghe có tình hình và nhìn hình ảnh và feel lên một tiếp. Nếu như chị được nhà tài trợ nào có thể lo vé bay khách sạn trên bờ cho anh chị tới giờ đón chị ra ngoài biển ngoài đó xem xô xong rồi kêu lên đùa hỏi lên bờ lại khi mà lại trả về thì điều đó nó sẽ ấn tượng vô cùng lớn lên và anh nghĩ là họ sẽ biết hay gấp 10 lần bình thường. Một người em rất là thương mình anh em tổ chức một cái live show hoàn trang như vậy và thấy những cái idea, những cái ý kiến của anh em. Em cảm thấy sao mình nhỏ bé quá. Thế nhưng mà như vậy mà anh em có thích không? Em nhỏ bé là bởi vì sao? Hồi xưa tới giờ em đi đánh trận cho người ta không à? Em chưa có đi đánh trận cho mình. Cảm thấy là em của mình giỏi quá làm cho mình phải suy nghĩ rất là nhiều là mình đã đến lúc mình phải ra trận với các em. Thấy mừng cho Vũ rất là nhiều và thấy phục Vũ rất là nhiều. Chị rất là hân hạnh khi được Vũ mời tham gia cái live show của em. Và cái điều vui hơn nữa là tại vì Minh Tuyết đã từng coi một cái clip ở trên YouTube giới thiệu về cái Six Sense này và lúc đó tôi rất là thích và tôi có nói với chị của mình với gia đình là mai mốt về đây du lịch nguyên cả gia đình kéo ra đó để chơi để nghỉ mát bởi vì nó quá là đẹp đi mà bây giờ mình được đi nghỉ mát free nữa quá là đó mình đi đúng không? Dạ. Và cho nên mình biết trả lời cô Minh Tuyền. Dạ, chứ nãy giờ em mới mở màn. Vâng ạ, thưa cô, thực sự là đến với Dương Triệu Vũ cũng đã suy nghĩ và muốn làm một cái liên khúc nhạc hải ngoại rất là đặc biệt cho cái live show của Vũ. Nhưng mà ngày hôm nay khi chị xin lỗi Vũ, khi chị ngồi đây chị nghe em giới thiệu nào là hát lúc mà mặt trời lặn rồi dưới ánh trăng rồi đèn rọi xuống, cho nên chị nghĩ là chị sẽ đổi bài nữa cũng nhé. cho nên Minh Tuyết và Dương Triệu Vũ sẽ làm tất cả những cái gì tốt nhất có thể
đặc biệt nhất có thể một cái gì đó rất là hãm hoạn có thể trong cái live show của Dương Chí Vũ để trả hơn để trả hơn chị Minh Tuyết vừa mới phát biểu quý vị ơi. Và đặc biệt ngoài xem hơn tắm nước ra mọi người còn xem được một cái màn rất tuyệt vời nữa, đó là chính là xem Minh Tuyết Dương Chí Vũ trả hơn.